听故事学汉语，听故事học汉语。Xin chào mọi người, đây là chuyên mục nghe kể chuyện học tiếng Hán của Lê Gia Huynh Đệ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một câu chuyện có tựa đề là 不是每朵花都要结果，nghĩa là không phải bông hoa nào cũng kết quả. Câu chuyện là như thế này. Có một anh bạn, anh ta có một người biểu ca, biểu cơ, tức là người anh họ ở phía ngoại gọi là biểu ca, còn người anh họ mà ở phía nội thì chúng ta gọi là đường ca, thẳng cơ. Người anh họ này có một cái biệt tài, đó là trồng cây đào. Cây đào nó sẽ cho ra những cái quả đào mà chúng ta hay dùng để làm trà đào, rất là quen thuộc. Biểu cơ trồng thảo sụ, biểu ca trồng đào thụ. Chủng có nghĩa là trồng, đào thụ là cây đào. Thì người anh họ này trồng cây đào đã rất là nhiều năm, có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên anh bạn của chúng ta cũng rất là thích học cách trồng cây đào. Và anh ta đã xin về một cái gọi là 嫁接的桃树苗, giá tiếp đích đào thụ miêu. Giá tiếp là gì? Giá có nghĩa là cho đi, gửi đi, gả đi. Khi mà gả người con gái về nhà chồng, chúng ta cũng dùng cái từ giá này, chà, tiếp, có nghĩa là tiếp nhận. Chà chia, nó chỉ cái việc ghép cây. Chúng ta ghép một cái mầm cây ở từ cây khác sang một cái cây chủ, gọi là chà chia. Thảo sụ miêu, đào thụ miêu. Cái miêu này có nghĩa là một cái mầm cây non, gọi là miêu, miêu. Chà chia là thảo sụ miêu, có nghĩa là một cái nhánh cây non được ghép, nhánh đào non được ghép. Và sau khi có được cái nhánh đào non ghép này thì anh ta đem về trái trái yuan zi li, tại đại viện tử lý. Tại trái có nghĩa là trồng xuống, cắm xuống. Trồng ở đâu? Trồng ở trong cái viện tử yuan zi, tức là cái khuôn viên quanh nhà, cái vườn nhà. Trái trái yuan zi li, trồng ở trong vườn nhà. Thì một thời gian sau, khoảng chừng một năm, thì cây đào đã phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Anh ta nhìn thấy ở trên cây đào, chi ya jian mao chu hoa gu duo. Chi ya chi nha, chi là cành, nha là những cái cành nhỏ, nó nhỏ hơn cái chi nữa. Chi nha có nghĩa là những cái cành, những cái nhánh. Chi ya jian có nghĩa là ở trên những cái cành và nhánh, nó đã mao chu. Mạo xuất, mạo có nghĩa là nó nhú ra, ló ra bên ngoài, gọi là mạo. Diện mạo có nghĩa là những gì mà thể hiện bên ngoài, có thể nhìn thấy được. Mạo xuất, mạo chu có nghĩa là nó đã nhú ra, ló ra những cái hoa cu đũa. Cu đũa nó bắt nguồn từ một cái loại binh khí thời xưa gọi là cu đũa, cốt đoá. Thì cái cốt đoá này ở phía đầu nó có một cái nụ, nhìn giống như là một cái nụ hoa, cho nên người ta dùng cái danh từ cốt đoá này chỉ cái nụ hoa luôn. Nhưng mà khi chỉ cái nụ hoa thì cái cách đọc nó hơi khác một chút, đó là chúng ta đọc thanh một, đọc là cu, không đọc là củ, thanh ba nữa. Cu đũa và nhi hóa, cu đũa, hoa cu đũa có nghĩa là những cái nụ hoa nhỏ. Chi ya jian mao chu hoa cu đũa có nghĩa là ở giữa những cái cành nhánh nó đã nhú ra những cái nụ hoa nhỏ, khiến cho anh bạn rất là hưng phấn và liền gọi điện đến khoe với người biểu ca, người anh họ. Người anh họ chúc mừng và cũng không quên tiên trụ căn dặn. Biểu cơ tiên trụ đinh chúc. Và đinh và chúc đều có nghĩa là dặn dò, căn dặn. Chúng ta hay nói là đinh ninh hay là di chúc. Di chúc là những cái lời dặn để lại của một người quá cố. Biểu cơ tiếng chủ có nghĩa là anh họ dặn dò rằng là mỗi thảo chi sang chỉ lưu 5-6 đũa thảo hoa. Mỗi thảo chi sang, mỗi điều chi thường. Mỗi thảo chi, cái chi chi này là cành, và lượng từ của nó là thảo, lượng từ của những cái vật thô dài chúng ta hay dùng chữ thảo, điều. Mỗi thảo chi, mỗi cành cây. Và mỗi thảo chi sang có nghĩa là trên mỗi cành cây thì chỉ lưu. Lưu có nghĩa là giữ lại, chỉ lưu chỉ giữ lại. 5-6 đũa, ngũ lục đoá.
Ngũ lục có nghĩa là 5 đến 6, không phải là 56 mà là 5 đến 6 ước chừng. Đóa là lượng từ của hoa, đóa đào hoa. Ú liêu tuổ, tháo hoa có nghĩa là 5 đến 6 cái đóa hoa đào mà thôi. Mày thiếu chứ sao, chứ liêu ú liêu tuổ, tháo hoa. Trên mỗi cành cây chỉ giữ lại 5 đến 6 cái bông hoa đào, còn tất cả còn lại thì phải bỏ đi hết. Vừa nghe điều này thì anh bạn của chúng ta chinh tiêu là xà ba. Chinh tiêu là xà ba. Chinh kinh có nghĩa là kinh ngạc, bất ngờ. Tiêu là rớt xuống. Xà ba, hạ ba có nghĩa là cái cầm. Tiêu là xà ba có nghĩa là cái cầm nó rớt xuống, hạ xuống. Chinh tiêu là xà ba nó chỉ cái việc chúng ta rất là bất ngờ đến há hốc mồm. Bởi vì nếu mỗi cành chỉ giữ lại 5 đến 6 cái bông hoa thì cái số lượng bỏ đi rất là nhiều. Và người anh họ mới giải thích là bởi vì là zhi ya tai xi, táo zi duo le, jing bu zhu. Zhi ya tai xi, cái chi nha, những cái cành nhánh nó còn quá là tế, tức là còn quá là mảnh mai, quá là nhỏ. Zhi ya tai xi, những cái cành nó còn quá là mảnh. Thì táo zi duo le, táo zi có nghĩa là cái quả đào, gọi là đào tử. Duo le có nghĩa là nó nhiều quá. Jing bu zhu, jing có nghĩa là chịu đựng, trải qua. Chịu đựng gọi là chín. Chín bù rù nghĩa là không chịu nổi, không gánh nổi. Chú ya thai xì, tháo zi tua là chín bù rù, có nghĩa là cái cành nó còn yếu quá. Nếu mà để đào nhiều quá thì nó không chịu nổi, nó sẽ quằn xuống, nó sẽ gãy đi. Nghe xong những lời của người anh họ thì anh bạn của chúng ta cảm thấy rất là vạn ban bù sửa, vạn ban bất xả. Vạn là một vạn, có nghĩa là rất nhiều. Ban là cái phương cách. Vạn ban chỉ một cái mức độ rất là lớn, bù sửa, bất xả, xả là bỏ đi, rất là không nỡ bỏ đi. Vạn ban bù sửa, vô cùng không nỡ, nhưng mà cuối cùng cũng phải rảnh thùng, cưa ai, nhẫn thống các ái. Rảnh thùng có nghĩa là chịu đựng cái sự đau đớn, nhẫn thống, thùng là đau đớn, cưa là cắt bỏ, cưa ai, tức là cắt bỏ, từ bỏ đi cái gì mà mình, những cái thứ mà mình yêu thích, cái thứ mà mình yêu thích. Kết quả là trong vụ đầu tiên anh ta đã thu được sâu hùa liêu chứ yêu tạ yêu thiện tờ mi thảo. Anh ta đã thu hoạch sâu hùa được liêu chứ, được sáu quả. Lượng từ của cái trái cây, quả cây thì chúng ta có thể dùng lượng từ chứ. Lượng từ chứ thường dùng cho những cái vật nhỏ nhỏ cầm trên tay được. Liêu chứ, sâu hùa liêu chứ mi thảo, mật đào. Tên của cái loại đào này là mật đào. Nó rất là ngọt, ngọt như mật, nên nó gọi là mật đào. Sâu hùa liêu chứ mì thảo, thu hoạch được 6 quả mật đào. 6 quả mật đào này như thế nào? Yêu ta, yêu thiền da mì thảo. Vừa to lại vừa ngọt. Ta, thiền, yêu, yêu nghĩa là vừa thế này vừa thế khác. Sâu hùa liêu chứ yêu ta, yêu thiền da mì thảo. Anh ta thu hoạch được 6 quả mật đào vừa to vừa ngọt, rất là hài lòng. Và lại sau một năm, cho đến năm thứ hai, cái vụ năm thứ hai, tì ơi niên, năm thứ hai thì thảo sụ suy chú trọng là xử đô. Đào thủ, cái cây đào á, suy là tuy là chú trọng, thô trắng, có nghĩa là thô là to, trắng là khỏe, to khỏe. Chú trọng là, cái chữ là đây nó chỉ, nó diễn tả một sự biến đổi so với trước. Thì chúng ta sẽ đặt cái lơ ở sau cái động từ hoặc là cái tính từ đó. Xu đoàn đây là tính từ. Xu đoàn là xu đô. Xu đô là rất nhiều. Xu đoàn là xu đô là nó đã to khỏe hơn rất nhiều. Tí ở niên thảo sụ xây xu đoàn là xu đô. Năm thứ hai, dù là cây đào nó đã to khỏe hơn rất nhiều, tàn, nhưng mà rẫn, vẫn, rẫn có nghĩa là vẫn. Tàn rẫn, nhưng mà vẫn xiển tửa hiển đắc, hiển có nghĩa là cái lộ vẻ ra, hiển đắc có nghĩa là trông có vẻ như là vẫn là sân tan lì bổ, thân đơn lực bạc, đơn và bạc đều có nghĩa là nó đơn chiếc, nó mỏng manh, nó yếu ớt. Sân tan lì bổ, nó rất là mỏng manh, yếu ớt. Cho nên anh ta cũng theo lời dạy của người anh họ và tiếp tục su tiểu y xie hoa trái chủy y xế của su có nghĩa là tỉa bớt,
掉là mất đi, à, su tiêu là tỉa bỏ đi, trai là hái trích, à, trai chữ là hái mất, hái bỏ đi. Su tiêu y xế, ở đây cũng có y xế, y xế nó có nghĩa là một số lượng ước đoán, nghĩa là một ít, à, một vài, một số nhất tá, nhưng mà nó không có nghĩa là 12 như trong tiếng Việt, mà cái tá 12 thì chúng ta dùng từ khác, đó là từ bỏ. Còn cái này nhất tá là một cái số lượng ước đoán, một số. Y xe hoa, một ít hoa. Và y xe của, một vài cái quả. Su điều y xe hoa, trai chữ y xe của, tỉa bớt, à, một số hoa và hái bớt một vài quả. Nhưng mà bì sang nhiên liu de tuo le xu tuo, tỉ thường niên, tỉ, bì có nghĩa là so sánh, so với, à. Bì sang niên thường niên có nghĩa là năm trước, năm ngoái, cũng giống như là chu niên. Bì sang niên, so với năm ngoái thì liu de, lưu là giữ lại, à, liu de tức là cái phần mà giữ lại, cái số lượng giữ lại thì tuo le xu tuo, tuo le có nghĩa nhiều hơn, xu tuo rất nhiều. So với năm ngoái thì giữ lại nhiều hơn rất là nhiều, à, chứng tỏ là anh ấy đã không theo sát cái lời dặn của người biểu ca, đó là mỗi nhánh chỉ để lại khoảng 5-6 bông hoa thôi, mà anh ta đã chỉ có su diao yi xie hoa zai qu xie guo, tức là hái đi, tỉa đi bớt có một ít thôi, và còn để lại rất là nhiều. Kết quả là cái vụ thứ hai này anh ta thu được những cái quả đào nó cơ thấu bù chuyên yuyển, phình xiang bù hào. Cơ thấu, cá đầu có nghĩa là cái độ to nhỏ của nó. Cơ thấu, cái độ to nhỏ của nó thì bù chuyên yuyển, bất quân quân có nghĩa là nó không có đều đặn. À, quân quân là đều. Độ lớn của nó không đều nhau. Và cái phình xiang bù hào, phẩm tướng, phẩm là cái sản phẩm mình làm ra. Cái vật phẩm, tướng là cái hình dạng bên ngoài. Phình xiang tức là cái hình dạng nó không có được đẹp, bù hào. Cơ thấu bù chuyên yuyển, phình xiang bù hào. Thời gian qua đi thì thảo su dần dần trưởng đại, đào thủ tiệm tiệm trưởng đại, thì cây đào nó tiệm tiệm tức là nó dần dần, nó từ từ trưởng đại, trưởng đại nghĩa là lớn, to lớn lên, mà trưởng là sinh trưởng, đại là lớn, cây đào dần lớn lên, và lúc này nó đã rất là to lớn, rất là mạnh mẽ, cho nên là anh ta bù zài dan xin ta de cheng shou neng li, à, bù zài bất tái. Tái có nghĩa là lặp lại, à, bất tái có nghĩa là không còn nữa. Không còn cái gì? Tan xin, đam tâm là lo lắng. Bù zài tan xin, không còn lo lắng. Tha de cheng shou neng li, thừa thâu năng lực. Thừa thâu, thừa có nghĩa là cái sức chịu, cái sức gánh. À, thâu là tiếp nhận, thừa thâu. Năng lực là cái khả năng, cái năng lực. Cheng shou neng li có nghĩa là cái sức chịu đựng của nó, sức gánh chịu của nó. Bù zài tan xin ta de cheng shou neng li, không còn lo lắng về cái sức chịu đựng của nó nữa. Cho nên là trong cái vụ ra hoa này, anh ta cứ để cho nó mặc sức ra hoa và cứ để cho nó kết quả một cách tự nhiên, không có su diao yi xie hoa zai qu xie guo nữa. Và kết quả trong cái vụ thứ ba này thì anh ấy đã thu được những cái quả đào gọi là thảo zi xiao le xu duo, ye bu ru yuan xian de tian. Thảo zi, cái quả đào nó xiao le, nó nhỏ hơn xu duo rất nhiều. Và ye bu ru, ye là cũng, bu ru là không bằng, không được như yuan xian, nguyên tiên có nghĩa là cái lúc ban đầu. Yuan xian de tian, ngọt, cũng không ngọt như lúc ban đầu. Ye bu ru yuan xian de tian, thì anh ta mới lấy làm lạ, và anh ta nghĩ rằng là y vei thảo su de le bing, mà anh ta tưởng rằng y vei, y vi có nghĩa là nhầm tưởng rằng thảo su de le bing, de bing đắc bệnh có nghĩa là bị bệnh rồi. Y vei thảo su de le bing, tưởng rằng là cây đào nó đã bị mắc bệnh, cho nên anh ấy mới lại gọi điện để tư vấn người anh họ. Thì anh họ vân miễn doãn vệ, vấn minh nguyên ủy, à, vân miễn, vấn minh có nghĩa là hỏi rõ, doãn vệ nguyên ủy. Nguyên ủy vốn dĩ nó chỉ một cái nguồn nước, nguyên là cái đầu nguồn và ủy là cái hạ lưu, và nguyên ủy thường được dùng để chỉ đầu đuôi của một câu chuyện. Vân miễn doãn vệ có nghĩa là hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
thì mới biết là trong những cái vụ sau này thì anh bạn của chúng ta đã không theo lời dạy ban đầu, không theo lời cái lời tiên trụ ban đầu, đó là phải bỏ bớt những cái hoa và quả và chỉ lưu lại khoảng 5 đến 6 cái bông hoa thôi. Cho nên là người anh họ mới nhấn mạnh lại là nhất định là phải bỏ đi. Và anh họ có nói một cái nguyên lý rất là hay, đó là 不是, mấy tuổi hoa tôi giàu chia của 不是, không phải mấy tuổi hoa, mỗi đóa hoa tôi giàu có nghĩa là đều phải, đều cần, chia của kết quả nghĩa là ra quả. Cái chữ chia của cũng một chữ này, nhưng nếu chúng ta đọc chia của ở thanh một chia thì nó có nghĩa là bông hoa nó kết thành cái quả. Còn nếu chúng ta đọc chia của có nghĩa là kết quả của một cái sự việc gì đó. 不是每朵花都要结果, có nghĩa là không phải bông hoa nào nó cũng thành cái quả được. Đó là một sự thật. Bởi vì trên một cành hoa có rất nhiều hoa như vậy thì cuối cùng kết quả chỉ có vài bông mạnh mẽ nhất mà thôi, chỉ có vài bông tốt nhất mà thôi. Nên trong tiếng Trung, trái cây người ta gọi là quả thực, quả sĩ. Còn đa số những bông hoa khác thì nó sẽ bị rơi, bị rụng, nó sẽ bị hư đi. Nếu chúng ta giữ tất cả những bông hoa đó trên một cành thì rất là lãng phí sức lực của cây, khiến cho những cái bông hoa mà kết thành quả thì cái quả đó nó cũng không được tốt, không được lý tưởng. Những điều mà biểu ca nói thì khiến cho 我如梦初醒, khiến cho tôi 如梦初醒, như mộng sơ tỉnh. Như mộng tức nghĩa như là đang nằm mơ. 初醒, sơ tỉnh có nghĩa là mới tỉnh dậy. 如梦初醒 có nghĩa là giống như là vừa bừng tỉnh khỏi cái cơn mơ. Bởi vì anh ta nghĩ rằng là 人生不同样如此吗? Nhân sinh nghĩa là đời người á,不同样如此吗? Thống dạng rú thử, đồng dạng như thử, có nghĩa là giống y như như vậy, như thử là như vậy. Nhân sinh bù thống dạng rú thử mà, đời người há chẳng giống y như vậy sao? Lý tưởng đất sụp sàng hoa thoáng chỉnh thu, lý tưởng đất sụp sàng lý tưởng, lý tưởng lý tưởng đất sụp tức là cái tư tưởng của chúng ta nó giống như một cái cây có rất nhiều cành, nhiều nhánh. Và trên mỗi cành, mỗi nhánh đó, chúng ta sẽ cho ra những cái hoa, những cái bông hoa lý tưởng, những cái mong ước, gọi là hoa thoáng chỉnh thụ, hoa đoàn cẩm thốc. Hoa đoàn có nghĩa là hoa nó mọc thành cụm, thành khóm rất là nhiều. Cẩm, một loài vải thêu rất là đẹp. Thốc cũng là thành vùng, thành cụm. Hoa đoàn cẩm thốc nó chỉ cho hoa nó ra rất là sai, rất là sặc sỡ, khoe hương, khoe sắc. Lý tưởng đất sụp sàng hoa thoáng chỉnh thụ, trên cái cây lý tưởng trăm hoa khoe hương khoe sắc rất là sặc sỡ. Nhưng mà 可是现实却屡屡冷酷, 可是, nhưng mà 现实, hiện thực, cái thực tế 却, thì lại 屡屡冷酷, lũ lũ lạnh khốc. 屡屡, lũ lũ có nghĩa là hết lần này đến lần khác, lũ lượt gọi là 屡屡. Lạnh khô, lạnh khóc, lạnh có nghĩa là lạnh, không có tình cảm, khóc là khóc liệt, khắc nghiệt, lạnh khô, rất là khắc nghiệt, rất là tàn khốc, nó không phải như những gì chúng ta mơ ước. 可是现实却屡屡冷酷, nhưng mà thực tế thì, hiện thực thì rất là tàn khốc. Chúng ta luôn luôn có rất nhiều cái lý tưởng, rất nhiều cái ước mơ, nhưng không phải tất cả những ước mơ đó đều thành hiện thực. Vì cái thực tế nó rất là khắc nghiệt và chúng ta cũng không có đủ thời gian, không đủ sức lực mà thực hiện hết tất cả những cái ước mơ đó được. Phải học hỏi thủ xã, học hỏi, xuyên huệ có nghĩa là học để biết, học cách, thủ xã, chủ sửa, chủ có nghĩa là lấy được, giành lấy, sửa, xã có nghĩa là bỏ đi, hỷ xã có nghĩa là vui lòng từ bỏ, chủ sửa, một cái đạo lý rất hay. Chủ chúng ta nên biết là những cái gì chúng ta nên theo đuổi, nên giành lấy. Còn sửa có nghĩa là nên biết những gì mình nên từ bỏ. 学会取舍, học cách lựa chọn. 不可能面面俱到, bất khả năng, 不可能, không thể nào.
diện diện câu đáo. Diện diện có nghĩa là tất cả các mặt. Câu là toàn bộ, đáo là làm đến, đạt được. Miền miền truy đỏ có nghĩa là mặt nào cũng tốt, mặt nào cũng đạt được, là bù khở nắng, không thể nào được. Trên đây là một câu chuyện nhỏ kèm theo một cái đạo lý rất là khá là ý nghĩa. Mình muốn dành đến tất cả mọi người. Hy vọng mọi người yêu thích những video của Lê Gia Huynh Đệ làm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.